Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của sản phẩm sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Hay nói kỹ hơn, đó chính là công dụng của món sâm ngâm rượu. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng sâm tươi là một trong những nguyên liệu mang lại các dưỡng chất tốt cho sức khỏe của con người. Không chỉ có công dụng trong việc là bồi bổ sức khỏe, sâm tươi còn được biết đến là một trong những loại nguyên liệu, dược liệu hỗ trợ điều trị được một số căn bệnh vô cùng tốt. Chính vì vậy mà sâm thì ngày càng được ưa chuộng hơn. Và trong đó thì phải kể đến một món chế biến từ sâm, đó chính là sâm tươi ngâm rượu. Một trong những sản phẩm, một trong những dạng của sâm được rất nhiều quý ông ưa chuộng bởi nó mang lại nhiều công dụng vô cùng tuyệt vời với sức khỏe. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sâm tươi ngâm rượu khi được ngâm trong một thời gian dài sẽ tiết ra nhiều chất vô cùng tốt với sức khỏe. Và đặc biệt, khi sử dụng sâm tươi ngâm rượu còn mang lại đến những công dụng cụ thể cũng như là vô cùng tốt với sức khỏe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn. Công dụng đầu tiên có thể nhắc đến khi sử dụng sâm tươi ngâm rượu đó chính là khả năng là hỗ trợ tăng cường sinh lý, giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi. Vâng, trong sâm tươi thì đã được chứng minh là có rất nhiều hợp chất quan trọng như là saponin, vitamin, axit amin hay là các dưỡng chất khác. Và khi mà sử dụng sâm tươi ngâm rượu, nó sẽ có khả năng là hỗ trợ tăng cường sinh lý cho phái mạnh, đồng thời là giảm thiểu căng thẳng, áp lực cũng như mệt mỏi tác động lên hệ thần kinh của chúng ta. Công dụng thứ hai của sâm tươi ngâm rượu có thể kể đến đó chính là khả năng giúp bồi bổ máu. Thưa các bạn, đối với những người mà đang gặp phải tình trạng thiếu máu thì Kiều Anh tin chắc rằng tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ, đồng thời là khiến cho cơ thể của họ vô cùng mệt mỏi, đúng không ạ? Và thậm chí là tình trạng thiếu máu này thì còn gây ra những ảnh hưởng, những hệ lụy với cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên khi sử dụng sản phẩm sâm tươi ngâm rượu thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi sâm tươi ngâm rượu thì đã được biết đến cũng như là đã được chứng minh là một trong những sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường máu, đồng thời là giảm thiểu cũng như ngăn chặn tình trạng thiếu máu. Công dụng thứ ba có thể nhắc đến cái sản phẩm sâm tươi này đó chính là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Khi mà chúng ta nhắc đến sâm thì chúng ta đều biết rằng là sâm rất quý hiếm, đồng thời là chứa rất nhiều hợp chất quan trọng. Tuy nhiên thì Kiều Anh cũng sẽ nhắc lại một lần nữa, đó chính là dòng sản phẩm sâm tươi ngâm rượu thì còn được biết đến là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Và với một củ sâm tươi như thế này thì khi chúng ta ngâm với rượu, nó sẽ có nhiều hợp chất quý hơn, đồng thời tiết ra nhiều dưỡng chất tốt hơn. Và khi chúng ta sử dụng thì sâm tươi ngâm rượu sẽ có khả năng là tăng cường sức đề kháng, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta. Vâng, và Kiều Anh cũng xin bật mí một chút, đó chính là khi mà chọn mua một sản phẩm sâm tươi để ngâm rượu thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên đến các cửa hàng uy tín, có địa chỉ uy tín. Đồng thời về lựa chọn sâm thì các bạn có thể thấy một củ sâm như trên tay Kiều Anh đây là một củ sâm chất lượng, với bề ngoài khá là mập mạp, đồng thời là không bị sâu hay là không bị hỏng. Và quan trọng hơn hết, những củ sâm tươi này thì được khai thác ở Hàn Quốc và được vận chuyển về Việt Nam. Đồng thời những củ sâm tươi này thì không có chứa chất bảo quản và đã được kiểm nghiệm cũng như là chứng minh chất lượng rõ ràng trước khi đưa ra thị trường. Vâng, và đặc biệt hơn hết đó chính là với món sâm tươi ngâm rượu thì Kiều Anh tin chắc rằng sẽ mang lại những hiệu quả tốt hơn và tuyệt vời hơn cho sức khỏe của người dùng. Ngoài những công dụng chính mà Kiều Anh vừa chia sẻ với các bạn thì sâm tươi ngâm rượu còn mang lại nhiều hiệu quả tốt hơn cũng như tuyệt vời hơn cho sức khỏe của chúng ta. Và Kiều Anh cũng sẽ chia sẻ một chút về cách sử dụng cũng như là cách thực hiện sâm tươi ngâm rượu nhé. Như Kiều Anh có nói, đó chính là việc đầu tiên thì các bạn hãy nên chọn địa chỉ bán sâm tươi uy tín chính hãng đến từ Hàn Quốc. Và siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ sẽ là một trong những địa chỉ để các bạn lựa chọn. Và hãy nhớ rằng chọn những củ sâm tươi chất lượng cũng như là tươi mới và có bề ngoài mập mạp một chút như Kiều Anh vừa chia sẻ đây. Và khi mà chúng ta đã mua được sâm rồi thì các bạn hãy chế biến, sơ chế cũng như là rửa sạch sâm, sau đó thái lát mỏng và chúng ta sẽ ngâm cùng với rượu từ 40 cho đến là 45 độ. Và các bạn hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta ngâm rượu thì chúng ta hãy đảm bảo rằng là bình rượu này thì được đậy kín cũng như là được bảo quản ở trong môi trường nhiệt độ bình thường. Vâng, với một bình rượu sâm chất lượng, đó chính là có nguyên liệu từ những củ sâm tuyệt vời như anh vừa chia sẻ, cũng như là chúng ta nên lựa chọn rượu ngâm thật chất lượng. Và ngoài việc là mang lại sức khỏe tốt thì rượu sâm còn mang đến nhiều công dụng tốt hơn mà bạn chưa biết đâu ạ. Và để có được món rượu sâm này cũng như là mang được sức khỏe tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904
363 985 để được tư vấn kỹ hơn về những củ sâm tươi chất lượng đến từ Hàn Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm sâm tươi. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.